Chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào ổ chuông ạ. Để cập nhật các clip mới nhất của Abo nha các bạn. Chào các bạn, trong buổi trưa ngày hôm nay trước khi về nhà ăn cơm, anh Phi sẽ giải quyết cái đơn hàng này. Cái đơn hàng này được đặt từ Shopee, có cái tên là Bảo Ngọc, nhưng mà cái nick chat ở trên Shopee là Tuntun99. Tuntun99 thì đã mua một hộp hàng của anh Phi rồi, một hộp hàng xe tay đua ngân hà 2200 đến là chính là sư tử lửa. Nhưng mà khi bạn ráp á, thì bạn có chụp hình cho anh Phi cái bộ rơ le. Cái rơ le mà ráp vào cái motor á, thì nó cùng chiều. Nó cùng chiều ở cái móc. Anh Phi nhìn thấy. Sáng nay anh Phi cũng có test một cái đơn mà đã xuất phim rồi để gửi đi Thủ Đức, thì anh Phi có kiểm tra lại một lần nữa thì hai cái móc nó nghịch chiều. Hai móc nghịch chiều mới ráp vô được, còn hai móc cùng chiều thì cũng ráp được các bạn, chứ không phải không ráp được. Chúng ta chỉ cần dùng cái kéo chúng ta cắt bớt thôi một cái ngàm của nó thôi là xong. Nhưng mà thôi thì bạn đã báo như vậy rồi thì anh Phi sẽ gửi hàng bù cho bạn. Thì anh Phi báo bạn đó là thôi đặt thêm một cái đơn hàng nữa đi, một con nữa. Thì bạn đặt thêm một con nữa là với mã hàng là 2205 rắn hào quang, và anh Phi sẽ gửi một hộp hàng bù. Nhưng anh Phi sẽ không gửi lại cái hộp 2200, bởi vì thứ nhất là hộp 2200 thì cũng chỉ còn có hai hộp thôi, mà anh Phi không biết chính xác trong đó hàng nó như thế nào, cho nên anh Phi sẽ gửi theo một cái hộp hàng cùng loại, đó chính là 2207, con dơi cánh đen ha, dơi cánh đen cái dòng trực tiếp. Cái mã này thì anh Phi còn hàng trên kho nhưng anh Phi chưa chụp hình để cung cấp cho các bạn, thì trong những ngày tới anh Phi sẽ up cái này lên luôn. Để các bạn có đặt dơi cánh đen, anh Phi sẽ nhờ anh Lĩnh kiểm tra lại xem hàng nó còn hay không. Chứ hàng còn một vài con mà up chụp lên thì không hay lắm, cho nên anh Phi sẽ kiểm lại số lượng hàng này. Nếu còn hàng thì anh Phi sẽ cung cấp cho các bạn thêm cái mã này nữa các bạn ha. Dơi cánh đen màu đen cũng khá là đẹp, do nó cùng dòng cho nên cái bộ rờ le của nó giống nhau, cho nên anh Phi sẽ gửi hàng bù là con này. Thì mặc dù là các bạn không có cái bộ rờ le đó, hoặc là các bạn chế bộ rờ le đó cũng được các bạn. Nếu mà không có bộ rờ le thì các bạn vẫn ráp thành hình được, chỉ có cái điều là không có bỏ pin vô chạy mà thôi. Nhưng nếu các bạn dùng cái đầu kéo á, các bạn cắt cái miếng rờ le dư đó đó, thì các bạn vẫn có thể ráp được nha các bạn nhé. Các bạn vẫn có thể ráp thành hình được nha. Cái rờ le đó tuy nghịch chiều thì cắt bỏ cái phần nghịch đi thì các bạn vẫn ráp được nha. Còn bây giờ thì anh Phi sẽ test hai hộp hàng này để đóng hàng, gửi cái con 2205 này cho bạn và bù cái con bị sai cái rờ le đó là bằng con 2207 nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ test hàng đây. Vậy là các bạn ơi, anh Phi đã cố định góc máy rồi, thì xe tay đua ngân hà lại có thêm một chỉ tiêu nữa để test, đó chính là bộ rờ le cùng chiều và nghịch chiều. Thú thật cho các bạn là ngày xưa giờ khi anh Phi kiểm tra thì cũng không kiểm tra tới được tới như vậy, bởi vì nó nằm ở trong này nè, rất là khó nè, nó nằm trong nguyên bịch nè, nếu anh Phi khui ra thì làm nó sẽ trở thành đó là hàng bị khui. Còn bây giờ mà để ở trong này kiểm tra thì được các bạn nè. Cái rờ le này nó móc ngược nè, rờ le này nó móc ngược nè, cùng 2L lật xuống, rờ le này móc ngược thì rờ le này ok rồi, cái bộ rờ le này ok. Và anh Phi kiểm luôn cái nút đồng nhỏ ha. Vậy thì sẽ có 2, 3 chỉ tiêu để kiểm tra. Một là đầy đủ hàng hay không, hai là cái rờ le đồng này cùng chiều hay nghịch chiều, ba là các cái nút đồng. Đây nè các bạn, anh Phi chỉ cho các bạn nha. Anh Phi sẽ focus vô và anh Phi chỉ các bạn cái cách xử lý. Các bạn dùng đầu kéo á, các bạn cắt bỏ cái phần dư này nè, các bạn cắt bỏ cái phần dư này, các bạn vẫn gài cái rờ le vô được. Cái rờ le này nó có cái phần dư ở phía sau nè, khi các bạn gài xuống cái móc ở phía sau này nè, cái móc nhỏ phía sau, khi các bạn gài vô cái ngàm thì nó vẫn dính. Nhưng mà do cái phần dư này nó sẽ bị thừa, nó không có ép sát xuống được, cho nên khi các bạn đẩy cái motor xuống không được. Cho nên các bạn cắt bỏ cái phần rờ le thừa này, cái phần thừa này nè, cái phần ngang lò thừa này, các bạn vẫn ráp thành hình được nha. Nhưng mà anh không hướng dẫn bạn cái cách này bởi vì hàng đó nó bị lỗi rõ ràng, cho nên anh Phi sẽ gửi bù. Hàng này không phải bù mà hàng này là hàng bạn đặt ha, con rắn hào quang của mã hàng 2205 là hàng bạn đặt thêm một đơn hàng mới để anh Phi gửi hàng bù luôn ha. Rất là dễ thương. Mà nói thật với các bạn, mùa hè này ở nhà có cái gì để chơi, có những cái hàng lắp ráp này để chơi, anh Phi có tổng cộng mười mấy mẫu á các bạn, mua hết về các bạn ráp cũng được cả một cái mùa hè. Và cái này chơi thì cũng khá là thú vị các bạn ngồi các bạn tặng mặn tỉ mỉ để các bạn chơi ha. Rồi đủ hàng, đủ rờ le, đủ nút đồng rồi, còn cái gì lỗi nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận vào cái hệ thống test hàng để chúng ta test đợt sau ha. Và anh Huy báo với các bạn luôn là cứ mỗi một lần nó nếu nó có bị sai cái gì đó thì anh Huy sẽ gửi bù hàng vô cái đơn hàng kế tiếp nha các bạn. Chứ một cái rờ le này tách ra để gửi cho các bạn thì nó hơi khó nha anh Huy ha. Mã hàng 2207, anh Huy không biết là mã hàng này anh Huy có ráp trên YouTube chưa, nhưng mà cái cách ráp là cùng với 220 này ha. Nó có cái mã hàng là 220 nè, 220 nè, 57 ha, 2200, 2001, 2002, 2203, 04, 05, 07 ha, nó có thể có như vậy. Và cái bộ rờ le đồng nó nằm ở đây nè các bạn. Đây, nó nằm ở đây. Cái rờ le này là rờ le nào? À, rờ le này lại là rờ le thẳng. Ha, nè, nó thẳng nè, nó không có phân AB nè. Không phân móc, rất là dễ để ráp nha các bạn. Nó không phân móc thì rất là dễ ráp. Cái thằng này nó phân móc nè, có ráp nè, cái thằng này nó phân không móc nè. Là các bạn có thể là cho vô bất kỳ ở chỗ nào ha, các bạn cứ gài xuống thôi. Thằng này có cải tiến chút xíu, cho nên anh sẽ bù cái này, cái rờ le này, bộ rờ le này để các bạn ráp vô ha, hoặc là lấy nguyên cái lường này chuyển qua đường bên kia cũng được ha. Đó, các bạn thử tài của mình xem như thế nào nhé. Cái bộ 2207 này dơ cánh đen, cái bộ rờ le nó lại không có móc nè các bạn. Đấy, đây nhìn kỹ vô các bạn sẽ thấy nha. Bộ rờ le này rất là khó cho anh Huy review. Đây nó rờ le không móc nè.
ha. Và các bạn có thể gài vô cái hàm đó mà không phân biệt trái phải. Thằng này hay hơn là các bạn, bộ rờ le không móc này hay hơn là bộ rờ le móc ha. À, cái rờ le đó chẳng qua là để nó ép vô cái miếng đồng phía trên cái này nè. Đây nó có cái miếng đồng ở trên cái motor nè, là để nó ép xuống cái rờ le đó, để nó ép xuống cái rờ le đó. Thì nếu mà bị dư chỗ nào các bạn cắt bỏ chỗ đó cũng được, các bạn ép nó dựng xuống nha. Đó là kinh nghiệm ráp của anh Huy nhiều năm với cái này, anh Huy thấy như vậy ha. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ cho nó vô hộp hàng và đóng lại ha. Và tất nhiên là anh Huy sẽ ký nháy lên trên này là đã kiểm tra rồi. Các bạn không cảm không phải là kiểm tra là đang hết chuyện đâu, cho nên là có những cái gì thiếu sót thì các bạn cứ báo anh Huy nha, để anh Huy bù hàng cho các bạn đợt sau ha. Đây xong, bù hàng xong. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho nó vô thùng. Mặc dù hàng rẻ tiền 20.000 một hộp thôi các bạn, nhưng hộp hàng thì anh Huy đóng cũng như là cái hộp hàng món hàng 400-500.000 thôi, vẫn phải đóng nha các bạn. Ở bên anh Huy là đóng hết chứ không có quấn giấy đâu nha. 20.000 không phải là quấn miếng giấy rồi gửi đi, hay là quấn cái bao ngoài, quấn cái bọc ngoài cũng được các bạn, quấn một cái bọc đen ở ngoài thôi cho đỡ tốn công cũng được. Nhưng anh Huy không muốn làm như vậy, tại vì làm như vậy giống như là phân biệt đối xử rồi đó. 20.000 hay 200.000 ha. Rồi 20.000 thì nè, cục hàng này tổng giá trị là 20.000 với phí ship nữa là 38.050 đồng, vẫn được đóng như là 380.000 nha các bạn nhé. Anh Huy vẫn đóng hàng như vậy và bù thêm cái rờ le. Và anh Huy có chỉ qua cái clip này, anh Huy cũng có chỉ cách bạn phục cái rờ le cũ ha, đừng bỏ đi, đừng bỏ cái rờ le cũ đó đi nha. Dùng kéo, dùng cái kéo cắt bỏ cái phần rờ le dư đó đi là các bạn sẽ có được một bộ rờ le không thân trái phải, và cứ để vô mà thôi ha, rất là dễ dàng để các bạn có thể xử lý. Rồi chúng ta chơi thì chúng ta sẽ có thêm những cái sáng tạo như vậy nha các bạn nhé. Qua cái xe tay đua ngân hàng này không chỉ đơn thuần và ráp đâu các bạn, nó sẽ phát sinh những cái khó khăn trong vấn đề chơi và chúng ta sẽ xử lý nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở một clip nào đó. À nhớ đăng nhập vào Shopee để mua những cái này về trên mùa hè nha các bạn, cũng khá là hấp dẫn đó. Số bạn là mua một lần 9 hoặc 10 hộp luôn đó ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn nhé.